Ừ, giống rim của anh á. Ờ. 629.000 anh chứ mày. Cũng đi thương nha. Ờ. Đậu đây vô gara quay không anh? Không. Lambo là... Mày Lambo mà đậu ở nắng nồi thiệt tình. Chiếc màu cam trong đây chiếc trên lầu. Đang đi thăm à, đi tới hãng chơi. Dữ quá. Wow. Chỉ vì chiếc NSX đời mới á, giờ rẻ tiền hơn đời cũ luôn rồi đó. Trăm mấy không anh? Trăm mấy à? Chiếc UR này của anh Hưng UR nè. Trong dealer mà nó khó luôn ha, kỹ hả? Dữ quá. Wow, đây. Nhìn trong hình đẹp, nhìn ở ngoài ok à. Không ngầu bằng Lambo MC20 á, ghê thiệt. GT2. Xe của anh Andy chưa? Chưa. Anh tên Andy hả? Em đâu biết anh tên. Anh Andy hả? Ờ. Ủa là đẹp quá. Nó bao Escalade rồi đưa vô hết. Để chi đúng không? Leorus. Này mát lắm. Màu này đẹp ha. Ừ. Chiếc này không mà nó bán 400 mấy. Chiếc này hả? 4.7 hả? Mà nó 15 luôn anh. Bao nhiêu ngàn mãi? 200 mấy chục ngàn chiếc này nè. Ráp lại vô. Ráp. Xô luôn mới ghê chứ. Đẹp rồi, dạ quá. Wow. And the people wanted some crazy rap on it. And what's your name? The 2021 Taurus. It's on the black. The black one. You can wheel it. Cái này của hãng nào à? Chị Mỹ là anh Lucid nữa. Mới à? Lucid là cũng xe điện đó. Xe điện. Xe điện. Oh, this one sold? Yeah, it's fast. What a price for this one? We sold it for like. It was like $225 and $230. What? 230,000 xe này. Yeah, but this is one of those air like launch editions or whatever, so it's a little bit. They're almost $200,000. Wow. Oh, MC. Yeah, nhìn trong hình đẹp hơn ngoài đúng không? Yeah. Ờ. Nó đẹp. I like it. Okay. I like có chiếc màu xanh đó. Chiếc này giá MSRP nó như thế. Mở ra thử chì mở cho anh coi thử. Ta khó làm lo rồi. It's okay. Wow. You have any available? No, they only made 450. And what the MSRP? Oh, only 260.
Ooh, 260. The one upstairs is almost 100 grand more expensive. Oh, is that? Wow. They do they come in roast? They do, but they we only got two of them. Only two? They're only making 450 of those two. The one upstairs it has a 320 sticker up there. Right, but MSRP is 260, right? Yeah, but they sell by MSRP. Wow. Yeah, these are about 100 over. But like, if you order one like this guy, what is that? Yeah. 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 Is from Milk. Yeah. It's all sold. Yeah. Yeah. This one, 260 AM. Is this guy have to order? Yeah. 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 Yêu lơ là nhiều xe quá hả? Ồ, bên này Aston Martin đây. Aston Martin. Chị Aston Martin nó có SUV luôn nè. Okay, Roadster là anh mở luôn em.